Rồi.
2-2 Đi số 2 đấy. Đóng chưa vào? Đẩy được chưa? Đẩy vào. Tiếp tục. Đánh mẹ rất là nhiệt thế. Anh ơi, đừng xung bàn anh ơi. Đừng xung bàn. 3-2 Mẹ vui quá nên đi xung. Đánh căng vào. Bán, bán cho ai lại? Đúng rồi. Anh rồi, đóng tiếp vào. Oh, không sang. Sao, cố gắng lên, cố gắng sao. Rồi, rồi, rồi. 3 đều. Trong những phút đầu của hiệp thi đấu đầu tiên đang diễn ra hết sức cân bằng. Nào, nào, nào. 3 bóng 1. Hay quá. Tốt rồi, và một pha. Một pha chân dưới nhưng sau đó xong. Và còn là chào đã bao giờ khi còn trên lưới. Điểm cho Thành Mỹ 4-3. Sao không? Không bỏ đi. Một pha phát bóng tấn công. Điểm cho chào đã bắt đẹp rồi. Ai đây? Một pha bật lưới chắn điểm cho Ngọc Đào giải số 18 4 đều các bạn đội hình cần 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 tiếp tục ai đây có em đây tiếp tục thế mà cũng không cần đâu điểm cho Ngọc Đào 5-4 máy đã có em qua cho anh đi bật bóng một tốt rồi tiếp tục bật bóng rồi bật bóng tốt vượt quá rồi tốt quá khổn đi điểm cho Ngọc Trào 6-4 ô lên một tí nữa đi em ơi bánh cắt vào như nào chỉ có cắt được cái bóng này của Ngọc Trào đâu đã làm học rồi và Ngọc Trào đã bóng bóng không còn điểm cho Ngọc Trào 5-6 Hoa chạy, hoa chạy. Hoa cứ phải chạy sát vào. Đánh quả này. Hay rồi chưa? Hoa lui. Chết rồi. Thành Mỹ đã bắt trận số 1. Đó hoa đập cỏ. Đặt bóng tốt. Tiếp tục. Lên lên. Ô, đánh thế. Đánh thế nào. Wow. Và mà đánh như lúc nãy là không được. Lớp 1 tốt. Ai đây? Đỗ Văn Hoàng. Trên tay chắn của hàng rào Thành Mỹ. Điểm cho Ngọc Trào. 7-6 cho em nhờ tí cần phát sang cố gắng phát sang thôi để ngang em ngồi tí mỏi quá em nhờ tí để ngang lại còn đúng rồi 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 cố gắng phát sang đi nhá. Là thế bây giờ trong này nghĩ còn tiếp tục là lại được 8-6 à. Vâng, chúng ta hãy trông chờ vào bản tính của các cầu thủ Việt Nam. Giữ với nhau. Ai đây? Vâng. Vâng. Tốt rồi. Một pha tập trung. Rất hay. Tiếp xong. Rồi, một pha quay tay. Rất là điều hề của cầu thủ. Không sao. Đố với ai? Điểm thứ 7 cho Thành Mỹ. Đóng cho nào. Đóng quả đại cho nào. Chắc chắn luôn. Hay rồi đấy. Oh, hay quá. 8 đều. Đây thì ban tổ chức cho các anh công an có một tí nước. Vâng. Điểm cho Thành Mỹ 8 đều. Hey!
Vâng, sau khi Ngọc Trào dẫn trước 2 điểm thì Thành Mỹ đã cơ hòa và dẫn trước 1 điểm. Đóng luôn. Điểm cho Thành Mỹ 9-8. Và chúng ta thấy bản thân của các cầu thủ rất là tốt. Rồi. Đóng luôn quả này. Bóng tấn công rất hay. Hay quá. Ô. Cố gắng em ơi. Và Thành Mỹ đã có lỗi. Rồi à, tới cháu. Có lỗi điểm cho Ngọc Trào. Theo mời. Vâng, trọng tài xác định Thành Mỹ đã có lỗi kỹ thuật. Bán tốt. Rất may mắn cho Ngọc Trào trong pha bóng vừa rồi. Xong rồi.
3, 4. Rất đây. Bóng tập trước đi. Điểm cho thành lý 20-16. Loạt hàng chắn của thành lý. Bóng đi cũng rất nhanh. Bắt đầu tập trận của bạn nào. Bạn nào bắt được bóng rồi. Tiếp tục. Không có. Bóng ra ngoài. Điểm cho thành lý 24-16. Ôi giời, bên kia mạnh lắm rồi. Mạnh lắm rồi. Thế mới là cổ động viên nữa đâu. Chết rồi. Để anh đẹp lắm. Không chưa. Anh nhà điểm chết. Đấy đẹp. 17-21 cho một cao. Cao mà đánh dẻo tay. Đi giày vào khác này. Xong rồi. Rồi. 22-17 là thắng rồi. Trời. Rồi đến mấy hai đã. 18. Không phải rồi, con lên ơi. 18-22. Không phải đâu. Xong rồi. Đánh thế mới đầu chứ nhờ. Rồi, kéo sang bên này. 23-18. Và khoảng cách nhận được mới được 5 điểm rồi. 18 thì còn gần cho mình đấy. 17 nhé. Và khoảng một cầu trang hiện nay đang khó khăn trong cầu. 8 thì 18. Ôi dồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Xong rồi đó. Đẳng cấp á, đúng không? Bác quay có ghi âm đây không? Em nhìn nói đi không là chết mẹ nói, toàn có nói vui rồi. Thì nói thoải mái rồi. Nói thế mới vui, không gì hết. Ơi ngoài rồi. Xong rồi.